Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu nét cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 146 Mục Ninh Tuyết nhìn qua trang phục của họ, thấy có quốc kỳ của nước Mỹ cùng Canada hóa ra là cậu à thật là trùng hợp mạc phàm nhìn thấy dáng người tóc vàng trên mặt nở nụ cười chào hỏi như một người bạn lâu ngày không gặp vẫn cười được à tôi không tính chuyện lần trước ở cửa hàng ma pháp lần này ta tới lấy đi thứ chúng ta tìm ra trước vì thấy hai người vất vả chúng ta sẽ chia cho hai người một nửa nguyên tinh ta cũng sẽ không so đo với hai người jake có chút kiêu ngạo nói lần trước mạc phàm có bằng lai like làm chỗ dựa bây giờ thì không jake còn có bốn huynh đệ ở đây hắn nhất định muốn giáo huấn cho mạc phàm một trận tại tên này mà hắn mất đi một hồn thú tốt. Tuyết tuyết, thứ này bọn họ nhìn thấy trước hả? Mạc Phàm hỏi một câu. Bọn họ vừa mới tới đây, Mục Ninh Tuyết nói. Nghe ta nói này ra kê, ngươi bỏ làm pháp sư đi, chuyển qua làm ăn cướp được rồi đó, Mạc Phàm nói. Nghe những lời vừa rồi của Mạc Phàm khóe miệng ra có chút giật, lạnh lùng nói. Ta đổi ý rồi, viên nguyên tinh này của hai người ta muốn hết, bỏ lại viên nguyên tinh rồi cút đi. Đây không phải là Mục Ninh Tuyết sao? Gần đây nghe mọi người bàn tán về ngươi nhiều lắm, nhanh cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi, sau lưng ra ke là một tuyển thủ nữ có khí chất quyến rũ, nói châm chọc. Mục Ninh Tuyết bắt đầu thở ra hơi băng, làm ra tư thế muốn cùng chém giết với đối phương, cuộc thi này là đoạt bảo, là sự cạnh tranh giữa các học viên với nhau, trong quy tắc không có nói là không thể đoạt bảo từ trên tay của các tuyển thủ quốc gia khác. Đừng nóng vội, Mạc Phàm ghé sát tay Mục Ninh Tuyết nói nhỏ, sau đó nhìn ra ke cùng bốn người còn lại, cũng là con gái với nhau, nhưng Mục Ninh Tuyết sau mấy lần chiến đấu, danh tiếng đều vang xa, lấn át hết các học viên khác khiến họ cảm thấy không phục. Các ngươi có nhiều người như thế, vậy đưa cho các ngươi viên nguyên tinh này, cần gì phải cá chết lưới rách, Mạc Phàm đi lên phía trước, tay cầm nguyên tinh. Ngươi nghĩ bản thân mình là ai, cá chết lưới rách? Đừng tưởng đánh bại được đội tuyển rác rưởi Tây Ban Nha thì nghĩ mình hơn người, một mình ta cũng đủ sức cân hết chúng nó, Ke khinh thường nói. Đúng đúng, ngươi lợi hại nhất, không làm chậm trễ thời gian của các ngươi nữa, viên nguyên tinh này các ngươi cầm lấy đi, đừng làm khó dễ ta cùng bạn gái là được, Mạc Phàm đưa nguyên tinh đến trước mặt gia Jaque gia nhìn Mạc Phàm, khóe miệng cười lên, nói. Xem ra ngươi cũng chỉ là một tên hèn nhát, muốn dạy dỗ ngươi không biết phải xuống tay như thế nào đây. Không phải rất đơn giản sao, Mạc Phàm cũng cười. Đột nhiên, màn đen bao phủ, từng thanh kiếm ám ảnh hệ rơi xuống, cắm sâu vào mặt đất, mỗi thanh kiếm đều mang một ấn giam cầm, xếp thành hắc ám cầm cố kiếm trận. Mạc Phàm trước đó đã bố trí ti dạ thống trị, nhân lúc ti dạ thống trị còn chưa tan biến, cũng bí mật rằng bẫy hắc ám, ra ke cùng ba người khác lập tức dính bẫy, duy nhất chỉ còn cô gái châm chọc Ninh Tuyết là không dẫm vào bẫy. Tuyết Tuyết, giải trừ băng phong, Mạc Phàm nói, Mục Ninh Tuyết đã đóng băng rất nhiều hắc thụ tinh trong khu rừng này, và bây giờ đến lúc sử dụng chúng. Cô ấy thu lại sức mạnh của băng, những hắc thụ yêu bị đóng băng vừa rồi đã di chuyển được, lập tức bao vây đám người trong kiếm trận hắc ám. Mục Ninh Tuyết có phong hệ, đã chuẩn bị xong phong chi dực từ trước, liền cuốn lên một làn gió, đưa mình bay lên khỏi những lùm cây. Mạc Phàm hất ám tước đấu bồng lên, hòa làm một với khu rừng đen, không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Bị giam cầm, ra ké tức giận hét lên, hết lần này tới lần khác muốn thoát ra, lại gặp hắc thụ tinh số lượng nhiều mênh mông, căn bản là không thể làm được cái gì. Hana là người duy nhất không bị giam cầm, thấy mục ninh tuyết cùng mạc phàm bay lên trời, tức giận gọi ra rực ma cụ đuổi theo. Vuốt ve đôi cánh màu bạc, Hana nhanh chóng đuổi kịp, khi cách mục ninh tuyết khoảng 200 mét, cô ta liền phóng thích ra tịch lôi tử quang. Một tia tử quang xuyên qua khu rừng đen, hướng về mục ninh tuyết đang bay cách đó không xa. mục ninh tuyết cảm nhận được nguồn năng lượng lớn của lôi hệ, bay thấp xuống khéo léo tránh né. lôi bạo, hana cũng không có dừng lại, quát lớn một tiếng. tịch lôi tử quang đang ở gần mục ninh tuyết nổ tung, tia điện kinh người, sấm sét nhảy lung tung, như là muốn chạm tới mây. ninh tuyết phản ứng rất nhanh, phong chi dực co lại từ từ quấn lên phía trước, như là đôi cánh thiên thần đang bảo vệ cho cô ấy. đây là hiệu quả thứ hai của phong chi dực, gọi là thủ hữu, có thể làm cho đôi cánh có thể biến thành một tấm lá chắn bảo hộ ngăn cản các đòn tấn công mạnh mẽ. Phong Chi Dực bảo vệ được Ninh Tuyết, cô ấy theo quán tính đáp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Hana vẫn đang ở trên cao không chịu buông tha. "Đừng có chạy, hãy đánh với ta một trận để phân thắng thua đi." Hana tức giận hô lên. Trên mặt đất, Mạc Phàm cũng đã tập hợp được với Ninh Tuyết, hắn không có một tí cảm tình nào với loại con gái như này, trực tiếp mắng. "Đồ mặt tàn nhang, chúng ta cũng đâu có rảnh rỗi, ngươi nên đi chơi cùng với đám hắc thụ tinh đi." Mắng xong Mạc Phàm lại sử dụng ám tước đấu bồng, lần này cũng kéo ninh tuyết vào trong rồi chuồn mất để tuyển thủ hana của nước mỹ không tìm được hana tức giận đến tím tái mặt mày chỉ thiếu là chưa đến mức té xỉu cô ta bay lên cao hơn một chút thét một tiếng phẫn nộ thoáng chốc trên trời xuất hiện vô số đạo phích lịch điên cuồng đánh xuống khu vực xung quanh thực lực của đội tuyển mỹ rất mạnh đối phó với đứa con gái phóng lôi điện cũng không phải một cách tốt cũng không phải là không dám đánh với jake mà trong cuộc thi này còn một đống bảo vật nằm tán loạn đem ma năng đi chiến đấu thật không có ý nghĩa gì đó là một điều ngu ngốc Mạc Phàm cùng Ninh Tuyết đều thiếu thốn tài nguyên, cho dù hai người có đổ máu thì mục tiêu hàng đầu vẫn là vơ vét, còn sống là còn vơ vét tài nguyên ở chỗ này. Thấy Mục Ninh Tuyết nói lúc ở trên không trung, cô ấy đã thấy rất nhiều người ở ngọn núi phía trước, Mạc Phàm liền rủ Mục Ninh Tuyết đi làm cướp cho nhanh, tương tự như cách mà mấy tên gia ke vừa làm với bọn họ. Ninh Tuyết ngẩn cả người, nói thật là cô ấy không nghĩ tới trong bụng Mạc Phàm này ra ý nghĩ xấu xa, suy nghĩ cẩn thận thì việc này ác quá, sẽ gây thù chuốc oán với nhiều người, không làm mà đòi có ăn sao? cậu im lặng tức là đồng ý nhé. Bây giờ cậu thử nghĩ xem, chúng ta muốn lấy bảo vậy, trước tiên là phải tìm, tìm thấy còn phải giải quyết yêu thú, mà giết xong yêu thú còn phải canh chừng người khác tới cướp nữa. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp tìm đến mấy người kia, đợi bọn họ đánh xong rồi cướp, như vậy không phải đơn giản hơn sao? Cậu thấy thế nào? Mạc Phàm không đợi Mục Ninh Tuyết suy nghĩ nhiều, lập tức lôi kéo cô ấy vào chuyện này. Vậy chúng ta có cần đeo mặt nạ và thay quần áo không? Mặc dù không thể giấu đi hết, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không bị ai nhận ra. Mục Ninh Tuyết nói lần này thì tới lượt Mạc Phàm ngẩn người, nhìn chăm chăm Mục Ninh Tuyết. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Mạc Phàm, Ninh Tuyết ngược lại có chút ngượng ngùng, hỏi: "Không ổn sao?" "Không phải, chỉ là so với tôi thì cậu suy nghĩ chu toàn hơn, Tuyết Tuyết, cậu đúng là có thiên phú gây án đó nha." Mạc Phàm vừa cười vừa nói. Dưới chân núi Mãng Sơn, có vài tuyển thủ sử dụng lữ ma cụ, phóng như đua về phía ngọn núi Lục Sơn ở phía xa. Tốc độ của đám người này rất kinh người, một cái chớp mắt cũng đã đi được mấy trăm mét, sau chốc lát thì đã hơn một cây số rồi chúng ta chia nhau ra tìm cắt đuôi xong mấy tên nước pháp rồi tập hợp lại tuyển thủ italy có tên angelo nói một đội năm người chia thành năm hướng khác nhau chạy đi không lâu sau có hai ba đoàn người xuất hiện ở chỗ này nhìn những người kia mỗi người chạy một hướng trong lúc nhất thời cũng biết đuổi theo ai chết tiệt các ngươi phải lấy được thạch tâm tạng đó là một món đồ rất đáng giá một học viên người pháp tức giận nói chắc chắn được mấy người italy chạy chưa xa mấy người đội pháp cũng nhanh chóng chia nhau đi đuổi bắt bên trong khu rừng rậm Angelo không lo những người Pháp, Nhật Bản không đuổi kịp, nhàn nhã ngồi ở đây trong khi đồng bọn đang chạy khắp nơi. Ha ha ha. Đúng là một đám ngu xuẩn, đây là trận đấu đoạt bảo, còn muốn hợp tác sao? Angelo tự mình phá lên cười. Lần này đã hớt tay trên được đồ ngon, khối thạch tâm tạm trên tay hắn nếu như mang được ra ngoài, đem bán cũng phải kiếm được 4-500 triệu. Nhưng đúng vào lúc hắn đang tự tưởng thưởng cho mình, bỗng nhiên bầu trời trên đầu hắn đột nhiên tối mịt, vừa phát giác được điều không ổn chuẩn bị chạy trốn thì đã bị rất nhiều cây trông băng chặn đường tiếp theo đó là hàng loạt cự ảnh đinh bay xuống ghim chặt thân thể hắn món đồ trên tay cũng bị ai đó đoạt đi mất cho dù angelo có phản ứng nhanh tới đâu lúc này cũng không thể cử động không thể vận dụng ý niệm cặp đôi đạo trích lấy được đồ thì liền khoan thai bước đi trước khi đi còn buông lại một câu nói may mà jake đã tính được đường đi của tên này cho nên chúng ta mới dễ dàng chặn lại angelo thấy mặc phàm cầm thạch tâm tạng đi khỏi tức giận đến sôi máu nhưng tinh thần với thân thể đều bị giam cầm không làm gì được, cái có thể làm là ghi nhớ thằng cờ hó có tên là Gia Ke. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức Pháp Sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.